quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Quân khu 5 sau 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quân khu tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sống mãi ký ức Điện Biên Phủ trên không. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung của nghị quyết, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức hành động của đội ngũ cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang quân khu, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. 10 năm qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu đã chủ động quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhất là nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Lực lượng vũ trang quân khu phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh. Xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, các phương án tác chiến, xử lý kịp thời các tình huống trên biển, trên không, biên giới nội địa và không gian mạng và không để bị động bất ngờ. Có nhiều chủ trương giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, diễn tập sát với yêu cầu nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, lấy thực hành làm chính. Lực lượng luôn được xây dựng theo hướng chính quy, tinh gọn, mạnh, có số lượng hợp lý, quy mô tổ chức phù hợp với từng loại hình cơ sở, đồng thời bảo đảm tốt lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động không ngừng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn tốt, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và nguy cơ tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Qua đó giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang quân khu, chủ động bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Tích cực tham mưu xây dựng thế trận hậu cần kỹ thuật trong khu vực phòng thủ, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất và khi có tình huống. Chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội. Xây dựng cơ quan, đơn vị có môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh, nếp sống văn minh, chính quy, sẵn sàng chiến đấu cao. Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu vừa kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu năm 2022 đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn địa bàn và đơn vị, luyện tập các phương án tác chiến sát với yêu cầu nhiệm vụ, làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia diễn tập do Bộ Quốc phòng tổ chức, thực hiện có hiệu quả hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác hậu cần, kỹ thuật được quan tâm, đầu tư đúng mức. Đồng thời, đoàn công tác đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tiếp tục đổi mới nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện.
tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị 79 của Bộ Quốc phòng về xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tại Bình Định, Quân khu 5 đã tổ chức tập huấn cán bộ phòng không năm 2023. Trong thời gian 3 ngày, lớp tập huấn được giới thiệu, nghiên cứu về công tác tham mưu, huấn luyện, xây dựng lực lượng phòng không nhân dân, hướng dẫn soạn thảo kế hoạch đánh địch đột nhập đường không, xử lý tình huống tác chiến phòng không, một số nội dung về hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường không. Các nội dung được bồi dưỡng sẽ là cơ sở, tạo sự thống nhất trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện trong năm 2023. Tiếp theo chương trình là một số nội dung đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập quân đội và 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Thủ trưởng 4 cơ quan quân khu qua các thời kỳ. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Những thành tựu của Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xem phim tư liệu, khái quát về kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu trong năm 2022. Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu, trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí nguyên là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Thủ trưởng 4 cơ quan quân khu qua các thời kỳ đối với các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu trong thời gian qua. Mong các thủ trưởng thường xuyên quan tâm, theo dõi, giúp đỡ để lực lượng vũ trang quân khu luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cũng trong thời gian này, các cơ quan đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Tại Đà Nẵng, cụm thi đua 4 cơ quan quân khu tổ chức giải thể thao chào mừng 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 1944, 22 tháng 12 2022 và 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 1989, 22 tháng 12 2022. Trong thời gian 3 ngày, hơn 250 vận động viên tham gia tranh tài ở các môn thi đấu bóng chuyền, kéo co, bóng bàn, cầu lông và tennis. Hoạt động này là dịp để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ 4 cơ quan quân khu giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, đẩy mạnh phong trào, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong dịp này, Sư đoàn 2 phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi Gia Lai tổ chức hoạt động trải nghiệm, tham quan cho các em học sinh. Hoạt động góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đơn vị với nhà trường, đồng thời nâng cao nhận thức, phát huy lòng tự hào của các em học sinh về truyền thống quân đội, truyền thống dân tộc và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không tháng 12 năm 1972, tháng 12 năm 2022, tại Đà Nẵng, Bảo tàng Quân khu 5 phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Lý Thường Kiệt tổ chức buổi triển lãm lưu động với chủ đề Hà Nội 12 ngày đêm rực lửa. Tại buổi triển lãm, thông qua những hình ảnh, thước phim sinh động, các học sinh đã được ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân ta, nhất là của quân chủng phòng không không quân, quân dân thủ đô Hà Nội và một số địa phương miền Bắc chống lại chiến dịch đánh phá miền Bắc của đế quốc Mỹ, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn. Thưa quý vị và các bạn, 50 năm đã trôi qua sau chiến thắng lịch sử Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Song trong ký ức của những cựu chiến binh tham gia chiến dịch năm xưa, những ngày tháng vất vả nhưng đầy tự hào đó mãi là kỷ niệm thiêng liêng không thể nào quên. Trong đó có những người lính phi công tham gia chiến đấu, tiêu diệt máy bay Mỹ. Chính tinh thần mưu trí anh dũng đó đã góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc ta trong thế kỷ 20, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện ý chí kiên cường, bất khuất, bản lĩnh, trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Bảy mươi tám tuổi đời, 9 năm phục vụ trong quân đội với cựu chiến binh Đặng Xây, thì những ký ức của tháng ngày lịch sử tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên không vẫn vẹn nguyên, đầy tự hào.
Khi đang là sinh viên năm thứ ba trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ông được chọn đi học lái máy bay tại Nga. 3 năm miệt mài tiếp nhận tri thức ở nước ngoài, cựu phi công tiêm kích Đặng Xây luôn là học viên xuất sắc, từng thử nghiệm bắn rơi máy bay không người lái ở trường bắn Astra Khan và tốt nghiệp bằng đỏ. Học thì gấp rút, ban đầu thì bay cái loại J-18, nhưng sau đó qua cái lớp khác, mình không bay J-18 nữa, bay L-29. Mình học thì mình cố gắng thế và học được kết quả tốt. Kết quả tốt thì mới một số mới trực tiếp từ L-29 chuyển sang MiG-21 luôn. Thì trong đó có 36 người gọi là MiG-21 pháo 3. Mà sau này trong cái chiến tranh phá hoại tầm thứ 2, năm 72 nó đánh trở lại, thì cái khóa 3 của bác là lập được nhiều chiến công. Trở về nước, ông được biên chế đại đội 5 thuộc trung đoàn 921, quân chủng phòng không không quân. Số phi công thời ấy được huấn luyện bay đêm để tiêu diệt B-52 rất ít. Phải có thần kinh thép mới chịu được áp lực trong thời tiết phức tạp, liên tục thay đổi độ cao. Nhiều người vẫn còn nhắc chiến công của Đặng Xây đã hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm khi không có đèn chiếu. Ở sân bay Gia Lâm có trục trặc thế nào, không có đèn chiếu. Mà máy bay 21 nó dịch kịch củi nó xuống này. Nó không phải xuống này đâu, nhưng mà nó theo này nó xuống này. Thế mà mình làm thế nào đó, biết mình xuống kiểu đầu đường băng. Mà cũng có lấy tầm hơi cao một chút. Đấy. Thường thường nó cất đường băng vẫn. Khoảng 100 mét là mình, 100 mét, 50 mét là mình chạm đất là vừa, nhưng mình vào đó khoảng vài 300 mét nó mới chạm đất. Chạm đất cái mình tắt máy luôn. Tắt máy luôn cái rồi chậm tàu chậm đang phanh đang mới thở dù. Nếu thở dù sớm thì đứt dù liền. Nhờ cái đó là cái năm 72, cái 12 ngày đêm 2 năm xuất kích thì hạ cánh không cần đèn chiếu nữa. Trong chiến dịch 12 ngày đêm bầu trời Hà Nội, cựu phi công tiêm kích Đặng Xây được giao nhiệm vụ trực ở Thanh Hóa, án ngữ một vùng phía Tây. Trong quá trình tác chiến, nắm chắc âm mưu thủ đoạn của địch, nên ông và đồng đội đã kịp thời đánh địch, kiên quyết bảo vệ các khu vực trọng yếu, làm máy bay địch hụt hơi khi đang cố tiêu diệt biên đội của ông mà không được. Lúc đó tôi được có tìm là 12 cái trung đoàn cao xạ pháo của mình nó vào Nam hết. Cho nên là phải đưa hết tên lửa vào án ngữ xung quanh Hà Nội và không vương chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mà cái ngày giờ nó đánh thì mình không biết. Đó, 9 giờ, mình không báo động. Sắp có F-111. Cái mà chập đến là F-111, rẹt. 10 giờ, chuẩn bị có B-52. Cả bộ trận nó sáng rực, tất cả thứ gì nó bắn lên. Con rơi đầu tiên là ở Phú Lỗ, nha, ở Phú Lỗ mà quân chủng phòng không quân không nghĩ đó là nó rơi thành cháy sáng rực cái bộ trận, nha. Rồi có máy bay nó ngay chỗ cái hồ Ngọc Hà đấy, cái máy bay bây giờ vẫn còn để làm cái chiến tích đấy. Một cái B-52 mà thấy nó ghê lắm, nó vừa đó, nó sải cánh nó tới 56 mét. Còn rất dài của nó là 47. 50 năm mùa xuân đã đi qua, nhưng ký ức về chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không vẫn nguyên vẹn trong tâm trí của những người từng tham gia chiến đấu. Đó là chiến thắng của ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, một biểu tượng chói lọi trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng là một sự kiện lịch sử, chứa chan niềm tự hào, tạo động lực và thúc giục thế hệ trẻ hôm nay học tập, lao động, lập tiếp chiến công, viết nên trang sử mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình truyền hình Quân khu 5 kỳ này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.